đây về đây bên này. Chào các bạn ạ. Chào các bạn ạ, hôm nay mình sẽ lên rừng mình đào cây sâm. Sâm này chỉ số ở trên Lạng Sơn mới có thôi nhá các bạn nhá. Mình đào cây sâm này. Cây này mình cũng không biết là tên là gì. Chỗ mình gọi là cây khúc khắc. Ờ, mình lắng nghe mình vẫn đi đào các bạn. Đi xem có được cái nào không. Mang về cái mục hiệu là sao bóp kiểu nhá các bạn nhá. Bạn nào bị khớp thì alo mình mà đào được thì các bạn hãy alo mình rồi mình sẽ chỉ cho các bạn. Ngồi làm lấy túi đi không đấy? Hả? Lấy túi đi không đấy? Túi làm gì? Túi đựng cái gì kìa? Túi đựng gì đấy? Ôi mệt quá các bạn ạ. Mãi mới được đến sân dốc này. Mệt quá. Con đi sao? Đến đỉnh nhà, thôi. Đi thôi. Đi tìm. Chỗ mình trồng nhiều hồi ấy các bạn ạ. Có nhiều hồi đây, sai nhiều. Hồi về là cân bao tiền? Đây là cây hồi nhá các bạn ơi. Hồi về là cân bao tiền? Bờ cân hồi thì được. Bờ cái hồi non này thì được khoảng 26-27 nghìn. Đấy. Cái này phải tầm 2 tháng nữa. Tầm 2 tháng nữa thì được hơn 30 nghìn, hơn 30 nghìn đấy. Trên 30 nghìn hoặc là 30 nghìn. Ừ. Trở lên này sai nhớ các bạn ạ. Dừng nhà mày á. Đây là cây này từ nhà em không sai nhá. Cây này tính ra nếu mà tầm 2 tháng nữa trèo thì phải được 20 cân, 30 cân các bạn ạ. Một bao ấy. Sai nhớ. Ờ, trời nắng một tí thì quay nó cũng không gió mấy. Đây quay vào gần nè. Anh cần đây. Đây sai như này. Cứ như này suốt thôi các bạn ạ. Đây từng chùm nhé. Đây là chỗ mình. Đây. Đây là cây khúc ha. Đây là cây khúc khắc các bạn này. Đó, nhưng mà những cây này nhỏ quá mình không đào đâu, mình tìm cây to tí mình mới đào. Đó, cái này vừa phát à? Mình không thấy đấy. Đào lên được hết sạch. Cây này sâu không? Không. Không sâu như cây sâu. Không sâu như củ mài lắm. Sâu hơn có cây à. Nhà biết đào thì không sâu. Không biết đào thì sâu. Nãy gặp một trường đâu mà nó gọi ông Diễu. Gọi điện đấy. Thế mà. Thì trường nhớ đến mày lắm rồi. Không gọi anh Quân đấy. Không. Thấy cùa đấy anh Quân. Đúng. Chơi lên nó. Thấy quay mới để. Bé thấy nhỏ. Cây bé. Quay từ nãy giờ mà. Thấy củ ấy các bạn ơi. Sáng nay mà quay mới thấy anh Quân. Đúng. Đây thấy củ nhá. Các bạn ơi. Đây củ đây. Cây này hơi nhỏ, củ hơi nhỏ. Bây giờ thấy củ đầu tiên của nó nhá. Hai củ, ba củ đấy, củ đầu tiên thôi. Bây giờ nó sẽ ăn ngang như này. Cây này đào toàn ăn ngang nhá. Mình sẽ đào.
các bạn ơi, mình tìm được cái cây mà cây này là cây cây giải á, củ to đấy, củ to. Cây này chắc là được các bạn. Đây cái gốc cũ của nó đây các bạn ạ, đây gốc cũ của mình vừa mới vứt đâu. Đây nhá, cái kia mình vứt đâu rồi, ở đây đây các bạn ơi. Đây nhá, cái gốc của nó như này. Cái này là gần bằng cái đầu đũa của mình ăn cơm nhá. Hai cây này chắc là đào dễ với khá to ấy. Đây, cây này với cây này là một này. Nó cạnh nhau như là một các bạn ạ. Đào đi. Nó lên cây này cây già hơn là nó lên cây này. Đào đi. Bây giờ mình bắt đầu đào đó. Lấy cái kiếm về đào. Bây giờ mình lấy thuở thôi. Nếu mà bình thường mà cây to quá thì mình sẽ lấy cả cuốc đi các bạn ạ. Cuốc đi để đào như kiểu đào củ mài ấy. Các bạn biết đào củ mài nhau. Mình dích cho đào đấy. Bây giờ mình bắt đầu đào đó. Mình bắt đầu đào từ cái trên xuống nhá các bạn nhá. Ô nó vẫn đúng củ mẹ các bạn ạ. Cái phô phá được. Cái này chắc cũng được 4-5 năm rồi các bạn ạ. Cây khá lâu đấy. Bởi vì ở đây những cái rừng là họ hay phát đi để xem cây hồi ấy. Mỗi năm nó mọc được một đoạn xong lại bị phát đi thì nó cứ nhỏ nhỏ nhẹ nhá. Chắc củ nó to đấy. Phát triển nhiều. Ông phê thì ngủ đây. Ông phê tung tí nò nữa. Em cũng phải đào thấy củ bắt em làm hấp bia. Không ngọt mày. Quả đây. Ăn cho nó ráo nước. Ôi làm một quả đã. Có vẻ nó còn qua tận đấy anh con ạ. Đây nè. Mơ thấy củ thì anh quên rồi. Có quay nhá. Đây củ to. Cái da. Ừ. Có máy, xe máy ở bên này này. Có đường lên mà. Ừ. Có đường lên đến tận Nam Bắc. Xe máy đi đến được Nam Bắc à? Đem bạn lên. Cây này to phết này. Quay đi. Rồi lên. Rồi, cắt đi lứ. Rồi lên này. Đúng. Xuống dưới mới thấy bó. Các bạn ơi, cây này to phết nhá. Rồi.
Đây, cây to phết nha, gần bằng ngón tay út của mình nhé. Cây to phết, cây già đấy. Còn nếu mà nhỏ mọc lên là cây non của nó. Đào sắp đến củ rồi. Các bạn ơi, thường lúc ta để phải rất dơ lên thành quả này. Nên anh để mà cho vào tủ đá, nhưng mà giờ đéo đâu đá được. Cho vào tủ đá nó mới lạnh mới sướng nhỉ. Cái bìa đó có đồng đá mấy đâu, 2 ngày 3 ngày nó mới động một tí nhỉ. Thôi mày, anh Quân, nào ngày mai không đi, đi vào đấy đi tìm ấy bác. Anh em làm video đi tìm cầu chim. Cầu chim đậu à? Cầu chim đậu. Nhiều lượt xem vãi luôn. Cầu chim đậu. Nhiều sắc nhiều vị. Chị em thấy bọn nó không? Cầu chim kia là cái cây ấy kìa. Mày đứng nào? Hả? Vẫn quay vá. Cây này đào hơi lâu một tí các bạn ạ. Cây này nó to hơn những cái cây lúc nãy. Cây tập 1 mình đào ấy, nó to hơn cây này nhá. Cây này thì hơi... À đâu, nó nhỏ hơn cây này nhỉ? Cây nó nhỏ hơn cây này, bây giờ mình đào cây này thì nó cái hố của nó với độ rộng của nó thì hơn một tí các bạn ạ, hơn nhiều ấy. Và cây này to. Ủa, cây này to với anh Quân ạ. To thế. Cây chắc được tầm cân. Thế à? À đâu, cây này chắc được độ chục cân các bạn ạ. Cây được chục cân đấy. Đào cây này xong đi về nhá. Rồi đi tìm sao sau. Về về luôn thôi. Đào xong cây này à? Không đi nữa, không đi anh em mình lại ra bên kia đào một cây to nữa, em thêm một cây bên kia to. Mà còn chưa biết là phải khúc hay không. Tí thử quá phát. Dạ. Con kia em ngay đây đâu mà, ngay bên này. Bên này. Em đi xem bẫy gà rừng thì thấy... Đây có gà rừng à? Có, nhưng mà nó không vào đi bẫy à. Hôm qua em đi bẫy vào à. Đấy ra nhà anh thịt đó. À, mẹ mày, cây này không lão thật rồi. Không lão thật rồi. Nhọc quyết đấy. Quân quay trên không thấy gì đó. Thế mà. Thấy không? Thấy. Thấy vắt không không à? Thấy. Chú cứ làm nhiệm vụ của chú đi.
lộ nói vài câu được nhỉ? Nói gì nhớ. Có lúc video anh có nói gì nhớ đâu. Tức là mình không biết, biết chắc chắn. Ghép nhạc, nhưng mà ghép nhạc nhiều lúc đi khảo anh Quân à. Mày không biết lấy nhạc kìa. Mẹ. Lúc này qua đây. Có phải cái nào cũng lấy được đâu. Có lúc mới phải mất tiền đi mua người ta mới cho cả em. Nhạc á. Cái nồi thì phải làm YouTube phức tạp nha. Mày kiếm được đồng tiền đơn giản lắm á. Là em mua một kênh nữa đây à. Đi mua hè. Một kênh tầm 20 củ à bây giờ. 3 triệu rưỡi được kênh. Được kênh vừa bật được kiếm tiền. Ừ. Vừa mới bật. 4 triệu này. Đi học với Phạm Tuấn nữa đây à. Ừ. À, đâu đây có củ rồi. Cái to này đào củ lâu phết rồi con ạ. Cái áo phát ạ. Cái áo bị ấy không à. Cứ làm gì? Không bị đâu. Thấy củ hẹo rồi này. Anh con ạ. Chưa được mấy cân hả? Mấy ba cân á? Lấy về ngâm rượu nhá. Nhưng mà chưa ngâm. Chưa ngâm thế lấy về phơi chưa? Phơi rồi. Phải phơi khô đi vâng. Chắc là được khá tí. Hôm nay quay lại quấn đâm đấy. Có một củ to này. Cứ đào đi. Vất vả phết đấy nhỉ, nên là dưới con đấy là chuối nhà hay chuối rừng này, chuối nhà nhỉ, dưới kia có vơ và đám đắc có nhỉ, chuối rừng lấy về ngâm rượu nhỉ. Nhưng hôm nay ăn mới có 2-4 giờ đói rồi, uống rượu à. Cành nào cũng xanh này á. Trên ngọn nó vẫn nhiều hơn ạ. Các bạn. Mấy cây bên cạnh này không thấy xanh nhỉ? Ít. Hay ít. Kiểu là nó trồng dày quá. Như ở rừng này trồng dày quá. Nó cũng không xanh được nhiều. Là chỉ là mấy cây đấy là mấy cây đấy cũng có nhưng mà ít lắm. Thank you.
Đấy các bạn ơi, cây nó đây nhá. Cây này hơi nhỏ một tí nhưng mà mình đứng đào. Cây này hơi bé một tí nữa. Ui, khó luôn. Mình cũng đào tí nhá. Đào xem có được tí nào. Đây là cây mở màn, cây đầu tiên nhá. Đào xem có ăn thua không. Nhưng mà đất mẩy thì những cây này cũng được khá khá các bạn ạ. Nhưng mà cái cây này ngâm rượu nó mới chứa được đâu xem các bạn. Cây này là lấy rượu là đun nước uống cũng được. Đun nước uống được á? Đun nước uống. Ai bảo thế? Khớp. Nó kiểu. Bố bảo thế? Chủ yếu là khớp cây này. Nhưng bố mày bảo thế? Có phải riêng bố em đâu. Người ta không mua về người ta cũng làm như thế. Lấy sang Trung Quốc hả má? Trung Quốc trước nó thu mua đây. Tưởng nhưng mà ngày xưa bên Trung Quốc nó thu mua nhiều nhỉ? Mấy cây này. Ôi trên này gió mát thế. Đâu cây, đâu thấy cây to em đấu anh Quân ạ. Cứ đào đi. Cây em vừa mới rượt đây. Rượt đứt đây. Đây xem lá. Đây là pin hỏng rồi. Thay pin nữa lắm. Trước mai em cũng toàn sập nguồn như này. Ai chẳng biết thay pin nhưng mà đã bảo 200.000 không có. Không có. Thay hết ba lô rồi. Ba lô rồi. Học kiến mà giới thiệu với các bạn này. Dài lắm. Này vẫn ngâm được hả? Được hả? Có chất thích của non đâu mà. Mất dây cái củ non là lấy cái cây em dây em đưa cho anh kia. Mà củ non ít lắm. Cây này nhỏ quá mình được bằng này củ rồi. Cây được độ khoảng nửa cân nhá các bạn ạ. Nửa cân thôi. Bằng này đâu vậy? Cây này bé quá. À, được cây to thì được khá nhiều tí. Nhưng mà cây này trên rừng thì nó lớn chậm thôi. Cây bé lắm các bạn ạ. Đây, củ nhè rồi. Đấy là củ to nhất đấy. Cây này thì được khoảng nửa cân. Nếu mà nhiều thì được tầm khoảng. Nếu mà cây này mà to ấy, chỗ đất mà được nhiều như này thì phải được chục cân nhá. Các bạn ạ. Ờ, nóng quá thì anh em mình đi đào về. Các bạn thấy cây to đi đào cây to mà. Khá quá. Đi ngay hôm nọ anh rủ anh Quân đi đào đúng không nhỉ? Anh Quân nhỉ? Hôm nay mà chả rủ anh lười lắm. Cây em mới làm cao đi đào đấy em quay nhờ. Ừ. Em rủ anh không? À cái đấy không rủ. Rủ không anh? Không, hôm sau anh mới nhắn tin anh bảo. Ừ, lúc em đang đi ha. Đang là hai hôm đó. Đây là sinh lâu này. Đã đào rồi nè. Đây nè. Chắc là cũng chưa rộng mấy. Ô, đây là cây to anh Quân ơi. Tại bia anh chưa vặt mà. Hả? Vặt nó vãi. Đấy, đấy. Đây, chào cái này nhá. Đây, các bạn ơi. Đó nhá. Là cái đá đấy nhá. Đá to. Cây này nhá các bạn ơi. Đây, cái gốc nó tận đây này. Cây này chắc là lâu năm rồi nhá. Người ta phát đi đợt vừa rồi phát rừng rồi này. Bờ lên cái mầm mới này. Đây. Cây nó chợt nó tiến triển hơn hay gì? Ừ.
nhá. Ừ. Nó chịu kiểu hơn á. Ừ. Đến lúc nó xét duyệt kiếm tiền ấy, nó nhanh hơn. Nó thấy mặt mình hiểu. Ừ. Hoành vẫn chưa được xét duyệt thôi nè. Đúng. Yeah. Ok. Đây là củ đầu tiên nhá các bạn ơi. Cá sâu sâu một tí mà mình sẽ cố gắng đào được hết. Đây, cái này phải về rửa đi bác hay gì? Hả? Cái này lấy cả vỏ như này á? Ờ, lấy cả vỏ để ngâm rượu. Mình chỉ cắt cái rễ của nó đi thế á? Ờ, chỉ cần cắt rễ thôi, cái vỏ không cần. Đấy, cái củ đầu tiên nhá các bạn ơi. Củ đầu tiên đào 40 phân xuống là thấy bằng đấy rồi, nhưng mà bây giờ chắc là xuống sâu tí nữa. Xuống độ tầm 50-60 phân nữa thì mình cố gắng các bạn ạ. Thì vẫn còn khá sâu ấy. Đây nhiều muối nhỉ? Muối à? Muối à? Chẳng có muối sao? Trên rừng chẳng có muối có gì? Ừ, cần ạ. Nhưng mà xuống xe này. Như đây lên đi. Chưa được củ đâu. Hử? Chưa thấy củ đâu. Chưa thấy củ. Đây. Đây là kiểu đáng đây này à? Vào xong cây này đi về nhé. Cái thế hả? Ta đi ra một cây chứ. Cây cũng to rồi. Cái hai cây này chỉ là một cây thôi. Cây bên cạnh nè. Đào cây bên kia nữa. Đây, đây là dây của nó nhá. Nó to như thế các bạn. Như vậy to à? Có củ to à? To ấy, cây củ to. Đây là cây này sâu quá. Cây sâu tí. Các bạn ạ. Đào hơi vất tí. Kiểu cái này người ta đào trước rồi nó sâu. Lúc người ta đào trước thì chục năm trước à? Ê, chục năm trước quá. Hả? Cái cây này tồn tại bao nhiêu lâu mà chục năm trước à? Trăm năm nó to được. Uống á, phải. Phê với uống phê đi về. Có phải. Nát quá. Năm ngoái mới nát nhiều nè. Nát ít thôi, nát nhiều đi. Ê, cây hồi này cũng xài phết đó. Đâu? Đi tới. Phê mẹ lúc. Ui, đào thông bên này về ạ. Phê bia. Này ăn không? Đi sang bên kia trồng tắm sướng nhỉ? Hả? Tôi bên đây ốc luộc nhỉ? Mày có mạng gọi Long Vĩ bắt à? Okay. Em nói cho. Nói gì? Nói gì? Nói gì? Đấy, đi khai trường nhà ấy. Thì em xuống tắm vơ vào đây ấy. Em đang nóng. Để nói đi rừng về tắm. Có gì à? Bẩn cái bể bơi nó điếm. Kệ nó.
đào cái này đến 1 mét rồi. Chứ vẫn chưa lấy được á? Hả? Vẫn chưa lấy được á? Chưa thấy củ. Tầm lúc thấy ngó. Anh Quân bây giờ đợi bao nhiêu người đăng ký thôi? 1.000. 1.000 á? Ừ. Thế xem đi. Đầy đầy mới đầy giá mà. Thì hôm khác, người hôm khác đi anh đào. Thì hôm khác đào anh mày quay. Đấy rồi. Anh còn đào em phải phê anh để em. Cảm ơn chạy về. Cứ mong mong mình cứ đào ấy. Nhưng mà em biết không? Em mẹ chạy mẹ. Cú khuyết vô anh Quân ạ. Nó bằng củ mà chứ. Bằng mẹ yếu xuống đây xem này. Thế rồi, thế bây giờ dấm xuống đây đi, ngồi đây được đi. Thế rồi, thế phát kia cho hai phát đi ngồi. Đúng cân, phải quay mặt mới được. Đó. Hôm nay quay nó thì ấy rồi. Quay nó nghỉ 10 phút độ, xong lấy củ này xong rồi. Mì tắm luôn. Mấy hình nhà còn quay cái gì? Bé bé. Thì thôi tắt điện đi. Tắt điện gì? Cái này rời giá lắm. Nó không cắm rồi. Ừ. Củ rẻ là củ cho nó. Người thì chạy dài, không chết đấy. Bất chết rồi. Nó thích củ khó đấu, ánh cái khó phết đấy. Đây chẳng có cái lớn rồi. Hồi nhỏ chạy đào được cũng cây này bỏ cua rồi. Không đào rồi. Đào cây to luôn. Chú khác tự chuyển nhé. Hả? Chú khác tự chuyển nhé. Gì anh? Chú khác tự chuyển đi. Hả? Độc thoại. Thì đó luôn. Hả? Thì khó ăn cây nó nổ. Thế rồi làm lít bia, không phế hơn.
đào mới phát đi. Đào ơi. Tao về đó. Về đi về hả? Về rồi. Lộn mẹ đào không được 70% rồi đi về. Nè. Nè, lộn đi. Mất điểm đó. Thì đựng nước đó. Phê sao đâu, đã phát hết rồi. Ui, thì phải đào đất nhiều phết quá anh Quân ạ. Ui, em thường đập phát vào chân đau ấy. Sắp lấy rồi, anh lấy luôn, sắp lấy. Lấy ngay ạ. Ủa đeo uống được nữa, biến nhạt hết rồi. Mày giờ đào kiểu khác thôi. Ủa nó gặp đây này. Ấy cả lồn cứ đào theo. Vẫn quay không? Cái gì? Vẫn quay à? Thế mẹ luôn. Đi tầm tối tối xong lấy đèn đi soi ốc luôn. Dạ. Cái cây này đều vãi à. Đều thật sự ấy, không phải đều đều vừa đâu.
Lố thế. Ồ, thì phải anh xuống đây xem cái nào. Sâu mấy đồ nồi. Cái dê mà vứt lên em vứt đâu nữa nhỉ? Đấy. Không. Dạ. Ở đây. Nào vào đây đi cậy bên đấy nào cũng lâu luôn. Cái anh vừa vứt xuống hay gì? Ừ. Ra có bám ở đây đó. Đây có nhiều đám cưới quá nhỉ? Đấy, mấy hôm nữa lại đi đám cưới quá. Bạn á? Vâng, anh vẫn cưới. Hả? Vâng, anh vẫn cưới. Cưới lâu rồi vơ. Ừ? Cưới. Cưới lâu rồi. Lúc nào? Có vợ vơ nhỉ? Bỏ rồi. Anh bỏ nó rồi. Cưới rồi. Xám nhé. Vậy đào cái đèn địch phải lồn là địch cụ bùa bùa ấy không? Người ta đào lại không lấy hết đúng không? Bồ câu này bình thường anh dạ đâu à, riêng anh bảo trong cái chút là thịt ôi tầm này về tí dễ vào luôn đi gạ luôn. Ôi nghĩ anh lời nói anh có trọng lượng ấy. Đi về gạ không đi không tự ý thôi gạ được là không đi mọi ốc nữa bữa. Nhờ anh Quân nhờ. Tôi vừa mới lên một lạng thì cái cây có khoảng 2 cân mới lấy được thằng này. Không đào cái gì mẹ đào hô to đùng nghe rồi đào đi máu này ai máu và nước mắt vui ơi không nước mắt nữa.
Không đào, tôi không đào đâu cái này. Mẹ nó đào một đống này rồi. Em mà ít lắm ơi, đừng đào nè. Mệt vãi luôn nè. Đâu có chạy được này không? Say mẹ đó. Một lít bia. Một lít bia hai cốc rượu nha. Hai cốc còn chưa vào nửa lít à? Nửa lít lâu uống à. Anh Quân à? Được bia. Ờ. Anh kiểu đau mình két thế ấy lắm đấy nè. Baby tầm này phê đó, dạo này thích phê suốt đi. Dạo này nát lắm rồi baby à. Anh kiểu đâu mà phê suốt này sao? Bây giờ này chả phê suốt đây. Hôm nay chả phê baby à. Về tí nữa. Thôi bảo là ok tắm. Hôm nay em bảo đâu thì sao tắm rồi. Ok. Tí nữa ok anh em sao tắm nhỉ. Đi người vẫn nói tắm bùn á. Điên á. Hả? Tắm bùn á. Tắm bùn gì? Điên á. Thế bây giờ tắm bùn tắm cái gì? Tí nữa mà thích tắm về nhà em dội phát xong qua nhà nó tắm. Bán gái chả nói chuyện với Quân à. Trốn này thấy được không? Trốn ấy có đất bùi đó rồi. Chuyện gì à? Thank you.
mịt vẫn luôn, lần đầu tiên em đạp cây mịt nha anh Quân ạ. Thôi thôi không? Hả? Thôi thôi. Xong lấy, chuyện đã đào được rồi thì phải xem kết quả lắm phạt. Anh xuống nhìn em đào nhà mịt. Dễ em à? Hay hết chưa? Thôi hôm trước với anh Cao đi quay cái đào. Cái kia thì đặt thế. Cái kia thì bé xuống bằng này có củ mẹ rồi. Đào ngang thôi. Cái này có người đào ngon. Tại sao uống bia là phê được nhỉ? Phê bé luôn rồi. Nha. Ôi đi, con mẹ thích của già ở đây rồi. Anh Quân Bảo ơi. À, có da hự đấy ố. Đuổi. Chán vãi lồn. Mới bé. Mà phải lấy hít. Nó rào mệt thôi. Lấy hít. Nhà anh Quân nhờ. Nhờ. Ừ. Đi, cụ. Tí xong phải ăn sâu sâu luôn nhờ. Ừ. Nhưng mà điện thoại anh hết pin rồi, mày lấy sạc đi đi. Sạc em đấy. Sợ em đấy. Thôi dự phòng mà. Lấy một tạt đi ăn. Để anh ăn. Vẫn chưa xong á. Sao mày cũng sợ iPhone á. Ừ. Đi. Anh Quân. Ừ. Đi. Ui, đi vào cổ to rồi. Thế hả? Cứ xem. Nếc lên thế này hả? Vãi rồi, nếc lên kiểu gì. Ta xuống xem mình quay nhau. Độ sâu bộ mới biết nè. Mẹ từ đây vào đến đây. Từ đây vào đến đây nè. Đi vào cổ to rồi. Đấy à. Các bạn ơi, cổ to nhá, đây rồi. Cổ già mình thấy từ đây nhá. Đây. Đây nhá. Đây mình từ đây vào đến đây. Không, nó không phải ra được đến đây. Đúng rồi nó. Đấy. Tôi coi quay cái này. Nó làm cân 10.000 để đi chợ này. Đã lúc đây mình được bán. Không phải là dễ.
không phải là to mấy nhưng mà mình nhìn theo bố thế nào không. Củ cũng khá to rồi. Hết địch của mẹ. Chụp hình ông kia, ông kia chứ à. Hôm nay đúng là anh phải làm video này mới phản ứng nha. Video này lồn thế mới yếu. Video đăng lên cho anh mới phản ứng. Một đứa anh đang cài anh cũng được mà. Không, cái này dài quá phải đăng cái mày. Phải bảo hộ nha. Anh kia đang hộ nha. Anh Quân về anh Quân cắt ghép nha. Còn đi đâu nữa cơ? Để đâu có mèo. Ý, tao thằng mèo nữa. Chẳng chăm. Tao lấy mệt lấy lồn rồi, tao lấy nữa. Vâng, có đường lên kia rồi nhờ. Đường kia xe máy lên được rồi. Nó lên đắp dí. Hử? À. Nó lên đắp đắp dí. Đắp đắp rồi có gì cho gì hay mà. Có đéo gì, phú đi mẹ. Vãi lùn. Rồi, các bạn ơi. Gấy nhá. Vợ có mình kéo gấy nhá. Củ này già lắm rồi, hồng quăng nghe. À, vãi đá hết cái này to hết nè. Cái gió mẹ. Đây, củ nó đây nhé các bạn đây. Cái này đào mệt phết lũ. Buồn gì. Đào chung gì kệ đào chục cây này mệt chết. Nè.
phết. Trên này vẫn của thì phải quẻ to với anh Quân ạ. Quẻ to vãi luôn luôn này. Rào đi. Thì bẹ kìa còn chút thấu nữa này. Quá già luôn ý của này. Cú này đấy đâu ấy? Thôi được mấy, đít mấy. Quá là ý luôn ấy. Già vãi luôn luôn. Cú này. Quá già luôn. Thâu nữa. Yên mà sâu nữa anh con. Năm sáu cân còn bó không? Cái già mẹ ơi anh Quân nè. Chợ đào cái hố này đéo lấy được rồi nhờ. Đấy luôn. Cây lần đầu tiên thấy luôn. Địt bẹ càng đào hơn nhiều. Nó ra đây, địt bẹ đào đây vẫn có. Đào này thế à? Đấy. Trước người ta đào cây này chưa lấy được đây.
như nào cây này lấy khó các bạn ạ. Tầm này tầm 3 cân thôi các bạn. Tầm 3 cân nhá. Một cây này tầm 3 cân thì mình cũng chắc là trời cũng tối rồi, thì anh em mình cũng xin phép anh em gác video lại đây thôi. Về rồi, về trời tối các bạn ạ. Các bạn xem video là nhớ đăng ký ủng hộ cho mình, với lại cho mình một đăng ký kênh và chia sẻ nhá các bạn nhá. Các bạn nhá.